Người chưa trưởng thành có 3 đặc điểm. Không sửa ngay, cuộc đời coi như bỏ. Thưa quý khán thính giả, nhân vô thập toàn, đã là con người thì ít nhiều đều có khuyết điểm. Vậy nên, sự trưởng thành là quá trình không ngừng học hỏi, không ngừng đối chiếu bản thân, tìm chỗ thiếu sót, cải thiện chính mình. Làm người có những khuyết điểm có thể chấp nhận, nhưng lại có những khuyết điểm chẳng thể nào bỏ qua. Đặc biệt, có 3 khuyết điểm dưới đây, nếu không may mắc phải mà không sửa, ắt sẽ hối hận cả đời. 1. Phúc họa vô môn, do đa ngôn mà tạo. Từ cầm hỏi mặc từ. Nói nhiều và người ít nói, lợi hại thế nào? Mặc từ. Ruồi nhặng và nhái xanh luôn kêu miệng cả ngày không nghỉ, kêu tới mức miệng lưỡi khô khan, nhưng chẳng thèm ai để ý lắng nghe. Còn hùng kê, tuy mỗi ngày chỉ kêu lúc trời rạng sáng, nhưng lại chấn động thiên hạ. Người người muốn nghe, nói nhiều thì có tác dụng gì? Quan trọng là lời nói phải hợp chỗ, hợp thời. Nói nhiều kỳ thực chính là một loại khuyết điểm, thể hiện sự non trẻ, chưa trưởng thành, giống như Mạc Tử nói. Chúng ta nói chuyện cần chú ý lời lẽ của mình, phải đúng người, đúng chỗ. Nhất là không làm tổn thương người khác, ấy mới là người trưởng thành, hiểu biết. Tăng Quốc Phiên là bậc danh thần dưới triều Mãn Thanh. Ông vừa giỏi binh pháp lại thông tường nho học, là một người văn võ song toàn, cũng là một giường cột của quốc gia. Tuy nhiên, ít ai biết rằng khi còn trẻ tính khí của ông không tốt, thường hay tranh luận với người khác, thậm chí có lúc còn động đến cả chân tay. Tuy nhiên, sau này ông nhìn lại bản thân, tự kiểm điểm chính mình, nhìn ra 3 cái sai của bản thân. 1 là luôn cho mình là đúng, 2 là nói nhiều, 3 là dù biết lời nói ra sẽ làm tổn thương người khác, nhưng vẫn không kiềm chế bản thân, cương quyết nói ra cho bằng được. Sau khi nhìn lại bản thân, nhận ra khuyết điểm ở vấn đề ăn nói của ông đã quyết tâm cải bỏ, mỗi ngày một ít và cuối cùng trừ bỏ hoàn toàn thói xấu của mình. Chúng thường thấy những người trưởng thành, ở họ luôn có sự trầm tĩnh, ăn nói nhẹ nhàng chậm rãi. Nguyên nhân là bởi họ thấu hiểu sự lợi hại của lời nói. Trên thực tế, có những lúc một phút im lặng còn đáng hơn cả vạn câu nói. Đó cũng là sự thể hiện của người trưởng thành. 2. Bệnh của người, phần nhiều do kiêu ngạo. Có câu nói, một người đến 20 tuổi mà chưa biết kiểm soát kiêu ngạo sẽ chẳng có tiền đồ. 30 tuổi kiêu ngạo chưa bỏ, người ấy cũng chẳng thể làm nên sự nghiệp. 20 tuổi là thời kỳ chúng ta chập chững bước vào đời. Hiểu biết nông cạn, tự cao, kiêu ngạo cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chẳng ai chấp nhận với sự nông cạn đó. Tuy nhiên, khi đã bước vào tuổi 30 mà vẫn không bỏ được sự kiêu ngạo, thì khó mà chấp nhận được. Khổng Tử cũng từng nói, 30 tuổi chính là thời kỳ con người gây dựng sự nghiệp, tạo nên vị thế cho mình. Vậy nên, tuổi này chính là tuổi của sự thành thục, ôn hòa, trầm tĩnh. Nếu còn kiêu ngạo, ắt là người không hiểu biết, thiếu sự trưởng thành. Tăng Quốc Phiên từng nói, con người có 2 yếu điểm gây nên tổn đức. Một là kiêu ngạo, 2 là đa ngôn. Và ở đây kiêu ngạo được xếp vào vị trí phía trước đa ngôn, là khuyết điểm còn nguy hại hơn cả đa ngôn. Kiêu ngạo chính là nguyên nhân chuốc lấy sự kiều hận của người khác với mình, ảnh hưởng thân tâm một cách nghiêm trọng. Vậy nên, chủ trương của Tăng Quốc Phiên là học cách nhìn vào chính mình, trầm tĩnh, ôn hòa, đối đãi với mọi người. Vương Dương Minh cũng có cách nhìn tương đồng với Tăng Quốc Phiên về sự kiêu ngạo. Ông cho rằng, làm người mà kiêu ngạo, ắt sẽ chẳng có bạn bè. Không chỉ có vậy, làm người mà kiêu ngạo thì đối với cha mẹ, anh em lại cũng thế. Không thể giữ trọn đạo hiếu, thủ lễ đệ huynh. Có thể nói, kiêu ngạo chính là căn bệnh ác tính của con người. Nếu không trị, ắt rước họa vào thân. 3. So kẻ được mất. Có câu chuyện kể rằng, một chàng trai cùng đoàn người tiến về phía trước. Trên vai mỗi người đều phải vác một cây thập giá rất lớn.
Tuy nhiên, đi được một đoạn thì anh ta cảm thấy cây thập giá trên lưng thật là vướng víu, lại chẳng ích gì nên kêu Thượng Đế. Thượng Đế ơi, con mệt quá rồi, hãy giúp con bò bớt đi. Lời cầu xin vừa dứt, cây thập giá lập tức biến nhỏ lại. Anh ta cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Anh ta nhẹ nhàng vượt lên mọi người để tiến về phía trước. Tuy không lâu sau, anh ta lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh ta lại xin cắt bỏ đi một phần của cây thập giá. Cứ như thế, cây thập giá càng lúc càng nhỏ. Anh ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Anh ta cảm thấy thoải mái và cứ thế bước đi tự do. Trong đầu còn nghĩ, bọn họ ngốc thật. Đột nhiên trước mặt anh ta xuất hiện một vực thẳm rất dài và sâu. Lúc này những người khác từ phía sau bước đến, lấy cây thập giá trên lưng làm cầu và qua bờ bên kia một cách dễ dàng. Nhưng cây thánh giá của anh ta lúc này lại quá nhỏ, không thể làm thành cầu. Anh ta chỉ đành mãi mãi đứng ở một bên bờ vực thẳm, thở dài hối hận. Kỳ thực, làm người không chỉ biết chọn con đường tránh khổ tìm sướng thì đó là một sai lầm, là sự thể hiện của kẻ yếu đuối chưa trưởng thành. Vạn sự trên đời muốn được thì phải mất, chất phác thật thà ắt thắng tinh thông xảo quyệt. Cũng tựa như làm người, đề cao tiêu chuẩn đạo đức là việc khó làm. Tuy khó làm nhưng làm được lại là tấm vé bảo đảm giúp chúng ta vượt qua đại nạn. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe Vạn sự tùy duyên là cảnh giới cao nhất của nhân sinh. Trong đời sống, kỳ thực có rất nhiều người và việc mà chúng ta cho dù là muốn chạy thoát cũng không chạy thoát khỏi. Không muốn nghĩ cũng vẫn phải nghĩ. Những điều này được gọi là duyên, thứ mà con người sở không thấy, cầu không được, chỉ có thể lựa chọn là thuận theo là tốt nhất. Mọi sự trên đời đều là có duyên. Duyên trong thế nhân có rất nhiều loại. Trong biển người mênh mông ấy có thể gặp gỡ quen biết và hiểu nhau thì cố nhiên là một loại duyên khiến người ta phải quý trọng. Nhưng trong cuộc sống càng nhiều duyên chính là gặp những người thoáng qua trên đường, cùng người qua đường tránh mưa dưới mái hiên hay cùng đứng dưới trạm xe, chờ xe. Tất cả những người đều là có duyên với chúng ta. Cho dù là trong đại dương mênh mông, hai con cá bơi lội rồi vô tình gặp nhau, cũng đều là bởi vì trong sinh mệnh của chúng có duyên với nhau. Cho nên khi chúng ta nắm trong tay thứ gì thì nên quý trọng. Một khi mất đi cũng đừng quá tiếc nuối, sầu bi. Nhân sinh nên tùy duyên, thuận theo duyên. Duyên không thể dùng cưỡng cầu mà được, cũng không phải cứ tìm kiếm là sẽ bắt được duyên. Chúng ta thường nghe câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Người khác quốc gia, cách hàng ngàn cây số, người xa lạ chỉ cần nhìn thấy nhau, nở một nụ cười thì đã là có duyên. Trong hành trình cuộc đời, chúng ta tất gặp rất nhiều người khác nhau, rồi cuối cùng họ trở thành khách qua đường. Cũng có người trở thành người quen biết, bạn thân, thậm chí là người bạn đời. Đời người có quá nhiều điều không hề biết. Chỉ một ý niệm trong đầu, một lần quyết định sẽ có thể nắm được hoặc bỏ qua một lần duyên. Khi chúng ta tiếp nhận một ai, một điều gì thì điều là vì duyên, mà bỏ qua cũng là vì duyên. Hết thảy đều là do duyên đã định trước. Trong sinh mệnh như vậy và trong cuộc sống cũng là như thế. Duyên phận của con người là một loại quan hệ nhân quả. Nhà Phật cho rằng duyên phận của đời người, bất luận là ác duyên, thiện duyên, tình duyên, quan duyên, đều là kết quả của hồi báo trải qua nhiều đời, nhiều kiếp mà đến. Chi âm chi kỳ là một loại duyên. Trong biển người có thể gặp nhau là khởi duyên, quen nhau là tục duyên, thân nhau là định duyên. Xưa kia, Trung Tử Kỳ và Du Bá Nha không cần bất luận lời giới thiệu hay bày tỏ nào, chỉ một khúc cao sơn lưu thủy làm rung động tâm linh mà trở thành đôi bạn tri kỷ. Đây là sự va chạm của tâm linh và tâm linh, và sự gặp gỡ của tri âm và tri âm là duyên phận tự nhiên, không ham muốn, không truy cầu.
khi lòng người hướng thiện mới có thể kết được thiện duyên. Khi ở cùng người khác, cho dù là ở trong một khoảng thời gian bằng cái chớp mắt, cũng phải đem tâm một tấm lòng lương thiện truyền cho đối phương. Đây chính là cách quý trọng duyên tốt nhất, bởi vì trong cuộc đời thuận theo duyên mà không quên khuyến thiện chính là có thể đặt một nền tảng tốt đẹp cho tương lai. Người tu luyện thời xưa vì để kết được nhiều duyên thiện mà còn thể dùng một đôi giày sơm, một cây gậy và một chiếc bát để đi vân du khắp nơi. Khi đói bụng thì hướng đến người qua đường xin miếng cơm. Khi mệt mỏi thì xin ở nhờ một đêm. Họ gọi đó là hóa duyên. Mặc dù cuộc sống như vậy có chút nghèo khó, nhưng họ lại rất thành thơi. Mỗi ngày đều có thể ngâm nga thưởng thức những cảnh đẹp khác nhau, không lo lắng u sầu. Bốn biển là nhà. Mỗi bước chân đều là nhàn nhã kèm theo tâm vô dục vô cầu. Tùy duyên là một loại trí tuệ. Tùy duyên đương nhiên không phải là phó mặc hết thảy cho sự việc và con người ở cõi hồng trần, lại càng không phải là buông xuôi, chỉ theo đuổi sự vui chơi giải trí, mà chính là bồi dưỡng cho bản thân một tâm thái bình tĩnh, xem nhạt mọi chuyện, xem nhẹ được và mất, danh và lợi trong cuộc đời. Mọi sự tùy duyên, duy trì được một tâm thái bình thản chính là cảnh giới cao nhất của đời người. Chỉ cần thuận theo duyên thì cho dù là bầu trời trong xanh hay u ám, đường đời gập ghềnh hay bằng phẳng, trong lòng vẫn sẽ bình thản và thản đãng. Trong thời gian có hạn của cuộc đời, biết tùy duyên, quý trọng duyên thì càng sống được rộng rãi và giải thoát. Đối mặt với duyên phận, đừng tìm kiếm và cũng đừng phiền não. Lúc duyên đến thì hãy trân trọng, quý tiếc duyên. Lúc duyên đi thì nên thuận theo duyên. Hết thảy đều sống theo tự nhiên mới là tốt nhất. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy video này hay và hấp dẫn, hãy like, share và đăng ký kênh cho đội ngũ biên tập để có thêm động lực quý vị nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chủ đề ngày hôm nay. Chúc quý vị và gia đình có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chủ đề tiếp theo của chương trình. Xin trân trọng cảm ơn.